Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Và hôm nay đây mình có nhận được con máy, chiếc Oppo, là chiếc Oppo A33. Và tình trạng của máy này của một khách hàng này đang bị hỏng màn hình trong nhé. Hỏng màn hình ở bên trong này đây. Tí nữa mình sẽ tháo cho các bạn xem nhé. Hỏng màn hình bên trong, và đây là chiếc mình đây là đây lắp lưng này, Oppo A33. Và đây là phần ốc. Ở đây nó có sợi ốc, nhưng mà ốc mình đã tháo sẵn rồi các bạn nhé. Cái này nặng lên. Đây. Đây à. Và đây là phần pin. Và đây là phần main, mình sẽ tháo pin main ra luôn. Đây nhé. Và cậu em ấy có bảo mình là thay cho em cái màn màn hình chiếc Oppo A3 này. Và đây mình đã có mua màn sẵn này nhá. Để mình test lại cảm ứng xem cảm ứng còn ok không nhá. Nếu mà còn cảm ứng không ok thì mình sẽ thay cái màn bên trong. Màn Oppo này sẽ chia làm hai lớp. Đây mình sẽ đào này. Chắc màn này cũng thay, em nó bảo đi thay một lần rồi. Chắc đêm dễ cạy này chứ. Cứ bình thường cũng khó cạy lắm. Đấy, mình phải tháo ra. Và đây là chiếc màn trong này. Và tình trạng em nói bảo máy là vẫn lên nguồn nhé. Vẫn lên nguồn nhưng mà gọi đến vẫn có chuông nhưng mà không hiển thị màn hình. Và hôm nay mình sẽ thay hiển thị này xem là còn lên được không nhé. Đây màn hình Oppo 3 thì chia ra làm hai lớp. Một lớp kính này và lớp hiển thị này. Nếu các bạn hỏng hiển thị thì các bạn thay hiển thị riêng được. Và hỏng kính thì các bạn chỉ có thay kính riêng được. Chứ không cần phải thay chiếc cái toàn bộ. Và mình sẽ thử test cái thằng hiển thị mới xem như nào nhé các bạn. Xem còn lên không nhé. Rồi mình sẽ lắp cảm ứng vào, thử sẽ lắp main vào. Hôm nay thì mình sẽ phục hồi cho em nó. Và xong thì chiều thì mình sẽ trả cho em nó. Đây một cậu của em còn rất nhỏ tuổi và đã sử dụng điện thoại rất thành điệu rồi. Và mình đã bật nguồn lên thành công rồi nhé. Đấy. Của em nó chắc thì bị hỏng hiển thị bên trong rồi các bạn nhé. Này, nó chia ra hai lớp hiển thị bên trong. Đây là lớp màn hình nhé. Và mình sẽ test phần cảm ứng xem là cái cảm ứng này còn ok không. Nếu còn ok thì mình sẽ thay thế. Mình sẽ lắp ráp vào. Còn các bạn có muốn đấy trao đổi hay là điện thoại cũ mới thì các bạn có thể là inbox cho mình nhé. Inbox cho mình qua Zalo, Facebook hoặc các bạn cài trực tiếp cho mình. Đây, đấy, một cậu của em còn rất trẻ. Rồi mình sẽ test cảm ứng nhé. Đây, cảm ứng ok nhé. Mình thử nốt về đại nhiệm. Vâng, như vậy cảm ứng là ok nhé. Đây, hiển thị lại mới là rất đẹp ạ. Và mình sẽ tháo pin ra. Và tiến hành mình thay thế luôn. Và xong thì chiều mình gửi cho em nó. Đấy. Và mình đầu tiên mình sẽ vệ sinh sạch cái khung này đi cho các bạn. Mình gắn màn hình mới cho nó dễ. Quan trọng phải xin chỉnh khung. Phần khung mình đã vặn sẵn rồi. Và bây giờ mình sẽ bôi keo cho keo vào nhé. Mình sẽ bôi keo vào.
Hai phần này thì mình chỉ được mua ít keo, phần này mình mua nhiều tí được. Đấy. Và mình sẽ cho cái màn mới vào. Vậy thì mới mình sẽ bóc cái lông ra. Thì các bạn thấy xem clip của mình hay thì các bạn nhớ thấy hay thú vị thì bạn đăng ký kênh giúp mình nhé. Đây phần cảm ứng thì mình sẽ vệ sinh qua cảm ứng. Mình sẽ có nước để lau kính chuyên dụng của điện thoại nhé. Mình sẽ vệ sinh sạch cái kính bên trong và mình sẽ gắn vô. Đấy, vậy mình đã gắn xong chiếc màn vào rồi các bạn nhé. Và phần còn lại mình sẽ lắp mên. Đấy, mên Apple chỉ có thế này thôi, thiết kế rất đơn giản nhé. Chỉ có gọn trong một cái mên nhỏ mà rất nhiều tính năng hay. Đây là phần cắp sạc này, loa mic, loa ngoài mic này. Mình sẽ phải nguồn lên. Vâng, máy lại lên nguồn. Còn việc còn lại thì mình sẽ bật các góc lại. Mình đã test cái sạc xong rồi ngon. Máy lên nguồn mình sẽ test cái sạc. Vâng, sạc cũng ok rồi các bạn nhé. Rồi, và bây giờ mình sẽ vặn nút ốc vào nhé. Oppo là khá nhiều ốc. Oppo A3 này thì cũng thuộc dạng bền hết ấy. Sản xuất cũng bao nhiêu năm nay rồi nhưng mà mình không rõ bao nhiêu năm nào, nhưng mà mình thấy con này khách dùng đến 3-4 năm nay. Khách bảo thế. Rất là bền. Bây giờ mà cho con dùng. Không biết là đủ ốc không? Mình sợ mày có cả khá đủ. Vâng, mình xét sơ cua qua cũng thiếu thì thiếu hết thôi. Và tí nữa mình sẽ tìm và bù đắp sau.
Ờ, thì mấy con cũng không sao. Đấy. Như vậy mình đã hoàn thiện xong chiếc xong Apple A3. Và các bạn chắc là mình cũng dừng clip ở đây. Và các bạn thấy kênh mình hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh giúp mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn. Hẹn các bạn clip lần sau ạ.